ơi, chị quên không khóa cọc kìa. Ừ, may quá, cảm ơn em nhé. Ờ, thế chị đi để này mất hết đồ sao? À, không sợ đâu, tại vì là cái ba lô này của chị nó có ngăn bí mật ở đây rồi. Đây này, có điện thoại nhá, hay là ví tiền, chị cất hết ở trong này rồi mà. Ồ, xịn thế á, cái mẫu này mẫu mới à, trông đẹp thế. Ừ, cái mẫu này là ba lô da đi nắp nhà bác Dích, cái này dùng chất da đẹp, xong rồi kiểu kết cấu nó cũng rất là trẻ trung năng động cho em luôn. Em xem nhá, đằng trước này cái ngăn này mình mà khóa với cả khóa sập lại là không sợ rơi đâu, vừa lấy chị quên thôi. À, em nhìn bên trong nhá, size nó là size rộng luôn. Đây là mình mang sách vở đi học 5-6 tiết này, túi bút này, bút này, xong còn có cả một ngăn đựng laptop nhá, có đệm chống sốc nhá, để laptop đây cũng rất là an toàn luôn. Alo da này mặt trước mặt sau đều có đệm nữa. Thế là em sẽ thấy à, mặc dù mình mang rất là nhiều đồ nhưng mà form ba lô vẫn rất là xinh nhá. Nhưng mà cái màu trắng này nhanh bẩn lắm. À em ơi, nhiều người nghĩ là ba lô da màu trắng thì dễ bẩn, nhưng mà thật ra màu da ấy, chất da ấy, nó cũng rất là dễ vệ sinh luôn. Nhiều khi nước ngoài vết tương ớt, vết bẩn ấy, mình chỉ cần dùng khăn ướt lau đi là đã sạch rồi mà. Chị, cái này có mấy màu đấy hả chị? À, con này có 3 màu, màu trắng này, màu đen với màu bia, mà rẻ lắm, có hơn 100 cành thôi em ạ. Ủa thì mua được ở đâu đấy? À, em muốn mua thì mua ở nhà bác Dích nhá.